Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Quỳnh mới vừa order về được một cái thùng. Trong đây là có trứng chim khổng lồ. Và cái hộp này thì Quỳnh cũng mua trên mạng thôi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ mở ra cho mọi người coi thử nha. Và Quỳnh order về ở cái nông trại là Orchid Farm này nha mọi người. Đây, giờ Quỳnh sẽ mở ra cho mọi người xem thử bên trong. Người ta gói cái trứng rất là kỹ. Và ở đây nó có những cái đường như là sợi bẻ cái trứng mọi người. Rồi cho mọi người đó. Đây, thì ở đây nó có một cái lỗ. Nếu mà mình lấy cái trồng đỏ không thì ở đây mình sẽ khoét và mình lấy cái kìm, mình bẻ cái lớp vỏ này ra và mình lấy trồng đỏ. Còn hôm nay thì Quỳnh sẽ đem cái trứng này và Quỳnh sẽ đi luộc và mình ăn thử nha. Thì cái trứng này thì nó được bảo quản ở nhiệt độ là 10 độ mọi người. Cho mọi người xem thử nha. Đây, nó nặng khoảng 1,5 kg mọi người ơi. Nó rất là bự luôn. Rất là bự. Bự hơn cái bàn tay của Quỳnh. Và bây giờ Quỳnh cho mọi người xem đây là cái trứng gà nhà Quỳnh. Trời ơi, để hai cái trứng này sát kế bên nhau nè mọi người ơi. Nó khác nhau một trời một vực luôn, quá xá bự luôn mọi người ơi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ đem cái trứng này và Quỳnh đem đi luộc nó ăn thử coi cái vị của nó như thế nào nha. Quỳnh bỏ cái trứng vào trong nồi rồi. Bây giờ Quỳnh sẽ bật bếp và Quỳnh sẽ luộc cái trứng này trong vòng 30 phút. Ồ, sao chơi bong bóng nha cô chú ơi. Tại sao vui không? Trời ơi, chơi cái này chắc chết cây của mẹ hết quá con. Trời ơi con à. Sao mới ngủ dậy đó cô chú ơi. Này, con chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Chào cô chú cầu cho cô chú. Nè nè, chào cô chú nè nè nè. Xin chào. Cái này là cái đồ xịt bong bóng mà ở dưới nó có gắn pin đó mọi người, cho nên mới xịt ra được nhiều vậy đó. Đó, sao xịt bay tùm lum hết, dính cây dính cỏ quỳnh tùm lum. Rồi vô đây ăn con, đi vô ăn làm clip với mẹ nè đi. Xin chào cô chú đi con, xin chào chú sống. Ừ, đi vô lại kia làm bếp nha. Ừ, hôm nay thì Quỳnh lại dọn ra sân Quỳnh ăn. Rồi Quỳnh cho sao uống trước nha mọi người ơi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ ập thử cái trứng này nha. Rồi mình sẽ ăn thử. Trời ơi, nó rất là bự mọi người ơi. Cho mọi người thôi thử nha. Đây, đây là trứng chim khổng lồ, hay còn gọi là trứng của con chim đà điểu nha mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ đập cái trứng này nha mọi người ơi. Wow, cứng nha mọi người. Wow, cứng sao cười. Mọi người biết sao không? Quỳnh phải dở lên. Ở đây thì người ta khoanh thẳng cho Quỳnh cái vòng tròn á. Quỳnh chỉ cần lấy đồ Quỳnh chọt cho thôi mọi người. Nó cứng á, Quỳnh đập không có được nè. Cho nên bây giờ là Quỳnh phải dùng kéo. Ở trong cái thịt của nó có màu trắng luôn. Và cái vỏ nó rất là dày. Quỳnh phải dùng kéo á, Quỳnh mới khưởng lên được mọi người. Mày sao, ăn thử coi. Trời ơi, hôm nay sao ăn cô chú ơi. Sao ngon không? Sao thấy ngon không? Trời ơi, hôm nay Quỳnh cho ăn thử ăn. Trời ơi, nó ngồi sau lưng nó nhả ra hết trơn. Quỳnh tưởng nó ăn, nó hả miệng nó ăn. Ai nhìn nó ra sau lưng nó nhả hết trơn nè. Giờ mình sẽ cho một ít muối tiêu lên nha. Rồi mình sẽ múc cái trứng này. Đó. Hay. Xin mời tất cả mọi người. Cái lòng đỏ của nó ăn béo hơn là cái trứng gà mọi người. Quỳnh mua cái trứng này ở bên Nhật á, là nó bán Quỳnh là 5,4 cm. Tính ra tiền Việt Nam là 1,80 triệu nha mọi người. Là tính luôn cái phí ship về nhà Quỳnh á. Phía trước nhà Quỳnh chỗ này á,
là Quỳnh để mấy cái dinh dưỡng để mà hả bón phân cho cây á. Trời ơi, trong cái hồng đào mọi người. Quỳnh luộc nửa tiếng đồng hồ nha mọi người, mà ở trong nè. Wow. Ồ, không phải hồng đào mọi người, chín hết rồi. Hồi nãy Sa thấy Quỳnh lấy cái này đập á, giờ Sa cũng bắt chước Sa đập. Nó béo ngậy luôn mọi người. Wow. Cái chồng đỏ của nó nhìn ngon ghê. Nó mắc hơn. Cái trứng đà điểu này nó mắc hơn bên Việt Nam chắc tới 10 lần mọi người. Đà điểu bên này mình thấy cũng có, nhưng mà chỉ có trong công viên thôi. Hồi đầu mình đi nông trại á thì nó mới có nuôi, chứ bình thường thì mình không thấy có nuôi. Ở bên Việt Nam mình thấy ở những khu du lịch á, hoặc có những gia đình á, người ta khá giả, người ta cũng nuôi đà điểu đó mọi người. Có kênh nào nó mua đà điểu về ăn mừng, ăn mừng 1000 ca sấp. Trời ơi, thứ dữ mà. Quỳnh ăn có cái trứng mà đang không nổi, nó ăn nguyên con đà điểu luôn. Thiệt chứ. Trời ơi, con nó chảy nè mọi người. Nó chín hồng đào mọi người. Luộc nửa tiếng mà chín hồng đào, Quỳnh cũng sợ thiệt chứ. Trứng này ở Nhật á, nó cũng đảm bảo lắm mọi người. Nói chung tất cả các loại trứng ở Nhật, trứng này cũng vậy, mình có thể ăn sống được luôn á. Bên Việt Nam thì mình không biết như thế nào. Cái chồng đỏ nó béo ngậy luôn. Quỳnh có còn một kênh ở trên YouTube á, thì mình thấy người Nhật lấy cái trứng này, lấy đồng đỏ nha mọi người, làm bánh phô mai, bánh bông lan phô mai mà kiểu Nhật á, làm bằng trứng này nè, thì nó sẽ béo hơn là dùng trứng gà. Mà phải công nhận nó béo thiệt. Kể mọi người nghe, hồi nãy á, ở trong nhà sao nó quậy Quỳnh la sùm trời đất hết. Mở cửa ra thấy bà nào kế bên nhà Quỳnh đập cửa rầm 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 rầm. Trời ơi, tưởng sao chút bà qua nhà Quỳnh, bà cũng bấm chuông sùm mọi người. Quỳnh tưởng có chuyện gì, xong bắt đầu có hỏi Quỳnh á, cái bà hàng xóm kế bên nhà Quỳnh là bà này bà già rồi, bà tám mấy tuổi rồi, ngày nào cũng đi viện dưỡng lão hết, nhưng mà viện dưỡng lão thuộc bà già, thuộc cái dạng mà của cái bà bên đây đi á, là sáng đi chiều về, mà hôm nay không biết làm sao lại đón làm sao mà hả bà già bà đi đâu mất tiêu mọi người. Ở bên Nhật á, thông thường mấy người già người ta hay bị lú lẫn mọi người, ví dụ như sáng mà tới giờ mà đón không kịp hay sao mà đi làm vòng mà là té mương nước, hoặc là đi lạc á mọi người, giống như bị lú lẫn á, đi lạc không biết đường về luôn. Mà trong khi đó cái cô kế bên nhà Quỳnh có số điện thoại mà gọi hoài cho bà già không được. Nãy giờ mình thấy cũng lo cho bà không biết sao. Nói thiệt với mọi người chứ, ở bên Nhật không giống bên Việt Nam nha mọi người. Hàng xóm á, thậm chí hai nhà ở kế bên nhau á, một năm gặp nhau không biết được bao nhiêu lần. Bởi vì người ta đi làm về sáng đi sớm, tối về muộn, không có gặp nhau được á. Còn những người ở nhà có con nhỏ như Quỳnh hoặc là như những bà già thì mới gặp nhau thôi. Còn những người trẻ mà như anh xã Quỳnh mà đi làm á, là con cháu của bà này buổi sáng cũng đi làm, không bao giờ gặp được mặt nhau, thậm chí không biết được tên nhau nữa mọi người ơi. Nói chung là người ta sống theo cái văn hóa là không biết, không có làm phiền và cũng không có nhiều chuyện. Mà một khi nó mà nhiều chuyện rồi là thôi, nó khỏi nhiều chuyện khỏi nói luôn. Nó có thể nó đứng nó tám cả buổi, nguyên một buổi sáng mọi người tin không?
Công những cái trứng này nó béo thiệt mọi người ơi. À, không nổi thiệt chứ. Xa ảnh được ra đây là ảnh mừng lắm. Quỳnh đã để thêm rau rồi đó nha. Vậy mà Quỳnh ăn cái trứng không nổi mọi người. Nó quá béo. Nó quá béo so với sức tưởng tượng của Quỳnh. Đến nữa anh xã Quỳnh nói không biết có cân nổi không mà bị đang mua cái trứng bự vô. Làm kênh YouTube mà mọi người phải làm gì lạ lạ hoặc ít người làm. Với lại Quỳnh cũng muốn thử nữa cho nên bây giờ làm thôi. Không biết sau khi Quỳnh ăn cái trứng đậm hết Quỳnh sẽ làm gì mọi người. Chỉ cho Quỳnh nha. Để dưới comment phía dưới cho Quỳnh nha. Để Quỳnh không làm gì được. Tại vì bây giờ cái trứng này của Quỳnh cũng đã luộc rồi. Quỳnh biết làm gì giờ chứ hả trời. Trời ơi. Cái muối tiêu này mặn quá. Bởi vậy mới nói. Bởi vậy dân ca người ta mới nói mọi người biết sao. Dân ca người ta mới nói Quỳnh mà ăn mặn giống như là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nhiều lúc nghĩ tội nghiệp cho đời cháu ghê. Mất công đi dành toilet. Khổ ghê. Mà thầy ơi, nó mặn thiệt mọi người. Hết dám chấm. Không dám chấm muối nữa. Muối tiêu mặn quá. Mặn quá mặn quá. Cái ngò hôm nay Quỳnh ăn là ngò Quỳnh mua nha. Ngò nhà Quỳnh lên hết nổi mọi người. Ở Nhật bây giờ á, mùa hè nè. Ủa mùa xuân nè. Mà bây giờ nhiệt độ là lên tới hôm nay là 26 độ 27 độ rồi. Cho nên rau ngò nó lên chậm mà nó không bằng tháng 4 nữa mọi người. Dinh dưỡng ở trong cái trứng đà điểu này á, mình đọc trên mạng á, là nó gấp mấy lần trứng gà của mình luôn. Quỳnh luộc như thế này nhưng mà ăn không hề bị tanh nha mọi người. Và rất là béo luôn. Và cái trứng gà, ủa và cái trứng đà điểu này á, khi mà nó gửi đến cho Quỳnh nó lạnh á. Hồi sáng trước khi Quỳnh luộc, Quỳnh đã bỏ ra bên ngoài tủ lạnh 2 tiếng. Quỳnh luộc đúng nửa tiếng thì cái trứng đà điểu này của Quỳnh nó mới được hồng đào như thế này. Thì á, cái trứng này của Quỳnh là Quỳnh cân lên rồi, nó được 1 ký 3 mấy gần 1 ký 4 nha mọi người. Quỳnh đến đây cũng sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye cô chú kìa. Bye bye. Yeah.